Trong một lần trả lời báo chí trong nước về ngân sách quốc phòng, ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nói với đại ý rằng không thể công bố cụ thể con số ngân sách chi cho quốc phòng là do có nhiều khoản chi không thể tính vào được. Trao đổi với đài RFA từ Sài Gòn, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, người từng có 30 năm làm việc trong ngành quân đội, cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự che giấu ngân sách quân đội công an là do tiềm ẩn nhiều tiêu cực từ phía sau. Nguyên nhân thứ nhất là theo cái đáo trạng trước đây là nó bưng bít mà. Tôi biết và bảo mật, tức là cứ đưa ra cái danh sách các cái độ mật, tối mật, tuyệt mật của từng ngành một và cứ căn theo cái đó thì không còn có một cái gì có thể công bố ra ngoài được hết. Và thứ hai nữa là khi mà không công bố ra thì thường thường lại có cái điều kiện để tin nhiều hơn và tiêu cực nhiều hơn. Trong một bài phân tích mới đây của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, ông đánh giá một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bội chi ngân sách kéo dài ở Việt Nam là do chi tiêu cho quân đội và đặc biệt là công an quá lớn. Bằng các phương pháp tính toán chuyên môn, ông cho biết số lượng công an ở Việt Nam hiện nay lên đến 600.000 người, tỷ lệ công an trên người dân ở Việt Nam cao hơn cả Trung Quốc và gần gấp đôi Mỹ. Ông cũng sử dụng các con số chính thức do Việt Nam công bố để tính toán và cho ra kết luận là năm 2014, Việt Nam đã chi 12% ngân sách cho ngành công an và 9% ngân sách cho ngành quân đội, trong khi đó Mỹ chỉ chi có 2% ngân sách cho cảnh sát. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, cũng bày tỏ bức xúc khi ngành quân đội công an được nuôi bằng tiền thuế của nhân dân, nhưng người dân lại không hề hay biết các con số cụ thể về ngân sách chi cho các ngành này là bao nhiêu. Rất đáng tiếc, hai cái lực lượng này đều là mang danh là nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân. Sứ mệnh của nó cũng là để phục vụ nhân dân, nó nói như vậy. Nhưng mà chỉ có đến gần đây thì người ta mới nói chặt móng heo rằng là quân đội là để phục vụ đảng và công an là còn đảng còn mình. Và có lẽ là chính vì cái đó cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm cách giấu nhẹm đi cái chi tiêu cho quân đội và công an. Ông nói rằng việc chi cho quân đội để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chi cho công an để bảo vệ trật tự xã hội là rất cần thiết mà bất cứ quốc gia nào cũng phải làm. Tuy nhiên, ông nhận thấy nhiều khoản chi trong ngành công an của Việt Nam là phi lý, phản dân tộc và có hại cho đất nước. Không phải là để chi cho những cái chuyện là giữ trật tự là chính, mà là do chi cho cái việc đàn áp người dân, chi cho cái việc gọi là chấn áp người dân, chi cho việc là bẻ gãy tất cả những tiếng nói không đồng nhất với tiếng nói của đảng. Trong bài phân tích của tiến sĩ Vũ Quang Việt, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng lực lượng công an của Việt Nam rất lớn, nhưng ngoài hoạt động thuần túy là giữ gìn trật tự xã hội, họ còn tham gia vào các hoạt động dân sự và hành chính, nên rất dễ sinh ra tình trạng lạm quyền để tham nhũng. Ông cho rằng lực lượng công an to lớn có thể đang là lực lượng làm bất ổn xã hội, ngày càng làm mất niềm tin vào chế độ chính trị. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng giải pháp minh bạch tài chính từ trước đến nay đã được đưa ra rất nhiều lần rồi, nhưng thực hiện không đến nơi đến chốn. Ông nói là thậm chí người ta còn dùng cả các khoản hỗ trợ minh bạch hóa để tham ô mà ông gọi là đút ngăn kéo. Trước thực trạng như vậy, ông nghĩ rằng chỉ còn một cách duy nhất là người dân lên tiếng tạo sức ép với nhà nước phải minh bạch ngân sách quốc phòng an ninh vì chính dân là người tạo nên những ngân sách đó. Thế thì bây giờ rồi hát cuối cùng chỉ còn lại sức ép của nhân dân thôi. Và nhân dân đang bây giờ chẳng hạn như là lấy cái liên hệ về BOT vừa rồi đấy, 100% chỉ định thầu và cái tiêu cực vô cùng lớn ở trong đó. Thì bây giờ nhân dân với tư cách là người đóng thuế rồi đóng phí này kia thì đòi hỏi phải minh bạch hóa những cái chuyện bỏ đầu tư bỏ vốn ra và thi công công trình rồi thu phí tới cỡ nào, mức độ nào đó, ví dụ như vậy. Thì công an và quân đội cũng là như thế. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đồng tình với quan điểm là người dân gây sức ép cho nhà nước phải minh bạch ngân sách. Tuy nhiên, ông nói rằng khi nào còn chế độ độc đảng thì khi ấy việc này còn khó thực hiện. Để yên cho một mình ông, một cái ông đảng độc quyền này, ông làm thì hiển nhiên là ông sẽ tìm mọi cách để giấu. Cho nên là cái việc mà
người dân phải lên tiếng, người dân phải đấu tranh để đòi có một cái chế độ dân chủ thực sự, tức là như là có cái sự cạnh tranh chính trị, tức là có nhiều đảng chính trị khác nhau cùng cạnh tranh để nắm cái quyền điều hành đất nước. Vừa rồi Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với giá xăng dầu và nói là để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có ngân sách cho an ninh quốc phòng. Đề xuất này gặp phải nhiều sự phản đối từ phía người dân. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!